Rồi, Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật nhanh giá hành long ngày 16 tây tháng 9 nha. Thì giá hành long hôm nay thì với hôm qua thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều nha. Thì với cái giá hiện tại thì bà con mình vô đèn thì cũng được nha. Thì giá hành long hiện tại, giá hành long ruột đỏ loại 1 nó nằm giá 30.000, loại 2 25.000. Loại 3 nó 20.000, loại 4 nó 13.000, loại 5 nó 7.000, hàng ngang chọn 7.000. Thì với cái giá thanh long này thì bà con mình yên tâm vô đèn thì có thể là nó sẽ lên nữa nha. Còn giá long ruột trắng Bình Thuận hôm nay thì hàng đẹp về kho nó 22-24.000. Hàng sàn nó từ 20-22.000, hàng thường nó 17-19.000, hàng dạt từ 9-10.000 nha. Đó là giá long ruột trắng Bình Thuận. Thì cái đợt trái này thì ở ngoài đồng bà con mình cũng vuốt ve lần một lần hai thì mình thấy cũng không có nhiều lắm nha. Đợt bóp này cũng không có nhiều. Thì nói chung là bà con cứ yên tâm làm, nó không có dồn dập kiểu như mà một phát một là nó đùng vô một cái nha, làm cho giá hành long nó rớt. Thì cái đợt này nó người này chín thì người kia còn xanh hườm, chứ nó không có dập vô một lần nha, bà con cứ yên tâm mà làm. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá hành long đến đây cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha. Bà con có quan tâm thì mình nhấn đăng ký kênh để mình cập nhật video mới nhất mỗi ngày. Rồi xin chào bà con nha.